Đầu tiên, các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc cốc nhựa này. Tiếp theo là một vài cây kim giấy này. Tiếp theo nữa là một cái nam châm này. Và một miếng xốp. Thì việc đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng cây kim giấy này và các bạn sẽ uốn thẳng nó ra. Các bạn cắt ra lấy một đoạn. Đó. Rồi, sau khi uốn xong, các bạn sẽ sử dụng miếng xốp, các bạn cắt ra cho mình lấy một đoạn. Tiếp theo các bạn sẽ gọt cho nó để cho nó trở thành một hình tròn này. Và các bạn có thể sử dụng cái giấy ráp để chúng ta mài cho nó phẳng đi. Đó, và cho nó nhẵn. Sau khi đã được miếng xốp tròn rồi thì chúng ta sẽ cắt cái cốc nhựa này ra để lấy một đoạn dưới thôi. Đó, các bạn cùng quan sát này. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng cốc to hay nhỏ đều được hết ạ. Rồi, sau khi đã được cốc rồi thì chúng ta sẽ đổ nước vào trong cái cốc này. Tiếp theo, các bạn sẽ sử dụng cái cây kim giấy mà đã được uốn thẳng đây. Và các bạn sử dụng một cái nam châm thì như chúng ta biết là hai mặt của nam châm sẽ là hai cực khác nhau, thì một đầu cây kim giấy sẽ được mài lên cái cực trên và mà đầu còn lại sẽ mài vào cái cực ở phía dưới. Thì các bạn cùng quan sát này. Đây, đầu phía trước của cây kim giấy mình sẽ mài lên cái cực ở phía trên của cái nam châm này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái độ nhiễm từ của cây kim giấy. Đó, thì nó hút nhưng mà hơi yếu nên mình sẽ mài thêm tí nữa. Tiếp theo, các bạn sẽ mài cái cực còn lại lên cái đầu còn lại của cây kim giấy. Đó. Thì chúng ta cũng làm tương tự. Sau khi mài và các bạn cũng sẽ phải kiểm tra cái lực hút của cái độ nhiễm từ của cái đầu cây kim giấy này bằng cách này cho nó hút cây kim giấy ở phía dưới kia. Đó, chúng ta sẽ cho hút này. Đấy, như vậy là được. Rồi, chúng ta đã có được một cây kim giấy mà nhiễm từ hai cái cực của nam châm. Thì chúng ta sẽ đặt lên miếng xốp này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt cái miếng xốp vào giữa cốc nước này. Đó, thì các bạn cũng quan sát này, hai cái đầu của cái cây kim giấy nó luôn luôn chỉ về một hướng, cho dù các bạn có xoay đi như thế nào chăng nữa thì cái cây kim giấy nó vẫn quay trở lại và nó chỉ về hai cái hướng cố định, đó là hướng Bắc và hướng Nam. Đó. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách làm một chiếc la bàn vô cùng đơn giản này, thì các bạn ai cũng có thể làm được và ai cũng nên biết đây là một cái kỹ năng mà vô cùng quan trọng cho tất cả chúng ta, bởi vì la bàn nó sẽ giúp chúng ta xác định hướng khi ở những cái vị trí như biển hay là trong rừng sâu mà chúng ta không biết phương hướng cụ thể của trái đất ạ.